Nếu được mời đi thuyết pháp cho người sắp chết, sư có đi không? Nếu đi, sư sẽ thuyết những gì? Có những bài pháp nào mà Phật thuyết cho người sắp chết? Thứ nhất là đi thì đương nhiên là sư cũng sẽ đi. Nhưng mà quý vị biết là nó trong cái mùa dịch này thì sẽ đi cái kiểu gì, và đương nhiên nó cũng sẽ có những trường hợp mà sẽ đi không được, nhưng nếu như sẽ đi được chắc chắn sẽ đi. Sư đã từng đi một vài nơi mà sư tự bỏ tiền túi ra để mà đi nha, và về, và ở đó người ta không cúng dường cái gì hết. Nói như vậy để quý vị thấy, quý vị biết á, là có những nơi mà không có đòi hỏi, và quý vị đừng có đặt cái gánh nặng là gặp một ông sư là ông phải là phải tốn tiền, và gặp ông sư là phải tốn kém rồi cúng dường cái này nào cái kia, thì nó cũng không cần thiết. Nhưng mà như sư nói thì nó cũng xét trường hợp, ví dụ như bây giờ trong mùa dịch mà đi thì đi đâu, sao đi được, hoặc là trong những khi mà sư không có thuận tiện thì cũng đi không được đấy, nhưng mà được thì chắc chắn là sư sẽ đi. Còn nhưng mà sư nói để quý vị tránh tránh một cái hiểu lầm là ông sư Hành Tuệ ông đổi nghề, ông thành cái ông mà ông trực chờ ở bên cái xác chết ấy, ông cứ canh canh me là ai mà cận tử là cứ kêu ổng. Ông đổi nghề thì nó kỳ lắm, nó kỳ lắm. Nói rõ thì quý vị biết sư không phải thầy tụng ha. Còn khi mà đi thì sư sẽ thuyết cái gì, và có những bài pháp nào Phật thuyết cho người sắp chết, thì sư nói rõ là tùy theo trường hợp cụ thể chứ không có cố định, tùy trường hợp cụ thể họ có tu hay họ không có tu, và cái khuynh hướng tâm lý của họ là cái gì, đức tin nhiều hoặc là trí nhiều, hoặc họ đã từng làm cái phước thiện gì hay không, nói chung là phải vô trường hợp cụ thể, chứ còn mà không nói chung chung, bởi vì thầy thuốc bệnh cho thuốc, quý vị không thể nào hỏi một cái ông thầy thuốc là bây giờ bác sĩ đi cấp cứu thì bác sĩ sẽ làm những cái gì, khó nói lắm ha. Cấp cứu mà nó nhiều trường hợp lắm, cái người bị phổi nó tính khác, người bị gãy xương nó tính khác, người bị cao máu tính khác đấy, sư cũng vậy, sư không có cái bài cụ thể ha, bài nó nằm ở trong đầu rồi, vô tới đó tùy theo trường hợp mà mình phân ra. Còn quý vị hỏi đó, người cận tử thì những bài pháp nào cho người sắp chết, thì như sư nói rồi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, rất nhiều lần làm ơn làm phước, tìm trước khi hỏi, tìm sắp chết, gõ từ sắp chết chứ, gõ từ sắp chết, gõ từ sắp chết đây. Đây đây, có nên hộ niệm người sắp chết không ha, sau khi chết chờ 8 tiếng mới động, thì đây nằm nó gõ từ sắp chết, tìm nó nằm ở đây, nếu mà lười nữa thì đây nè, cột số 7 dòng 132 ha, đấy rồi sao mà sẽ tìm cái từ khác, phải biết tìm chứ ha, tìm thì chúng ta đỡ tốn thời gian cho nhau. Cận tử đây, cận tử, cận tử, cận tử, cận tử, cận tử, cận tử thì không có, sắp chết thì có đấy, đấy. Nên nó gì, tìm tìm những câu sư đã trả lời rồi, chúng ta đỡ đỡ tốn thời gian cho nhau.